Internet ta cần phải có một cái loại tiền tệ Internet và crypto chính là tiền tệ trực tiếp trên Internet, được sinh ra trên Internet và chỉ được sử dụng trên Internet mà thôi. Morgan Stanley CEO đó, đây là cựu CEO của ngân hàng đầu tư lớn Hoa Kỳ là Morgan Stanley nghĩ là crypto đó sẽ có một cái sự đột phá trong tương lai. Tuy vì chúng ta chưa có rõ bây giờ nhưng mà trong tương lai đó thì uh, cựu CEO của Morgan Stanley nghĩ là chúng ta đã có Internet và Internet đã cần phải có một cái loại tiền tệ Internet và crypto chính là tiền tệ trực tiếp trên Internet, được sinh ra trên Internet và chỉ được sử dụng trên Internet mà thôi. Nó không giống như những tiền tệ bây giờ, tại vì bây giờ chúng ta không có tiền tệ của Internet. Vì bạn nói là chúng ta có thể dùng thẻ tín dụng trên mạng mà, nhưng mà đó không phải là tiền tệ cái chúng ta sử dụng đó chính là giấy nợ thẻ tín dụng cũng là nợ các bạn nhìn thấy được là ngân hàng các bạn để tiền vào các bạn có thể lên ngân hàng để mà xem trên mạng coi các bạn có bao nhiêu tiền đó thật ra đó không phải là tiền mà đó là một cái giấy nợ tại vì các bạn gửi tiền cho ngân hàng ngân hàng đang nợ các bạn cái số tiền đó nó không giống như là crypto rất là khác đó là lòng tin của Morgan Stanley Và cái mà chúng ta muốn đó là tuy là bây giờ chúng ta thấy là tình hình mọi người đang muốn lưu trữ nhiều tiền mặt Dẫn đến là tất cả những mai đầu tư đó chúng ta nói tới ngay cả bất động sản bây giờ đã cũng đang uh, bắt đầu nguội lại Và nhiều nơi đã bắt đầu là đi xuống rồi Ngay cả bất động sản cũng đang có cái xu hướng đó Tại vì nhiều người bây giờ ra họ quan trọng tiền mặt hơn nhưng mà tiền mặt thì lại sẽ mất giá không có lý do gì mà thường nghĩ là Fed sẽ thành công đẩy lạm phát lùi tới cái mức là 2% như họ mong muốn hết. Và ngay cả những cái câu nói gần đây các bạn thấy được là Fed chuyển thành không phải là đợi tới 2% thì mới quay đầu mà chỉ cần là có cái xu hướng đi về cái hướng đó thôi là đã đủ rồi. Tại vì như người nói là Fed có thể chỉ có thể đẩy lùi lạm phát xuống còn khoảng 5% mà thôi chứ còn hai phần trăm thì có thể rất là lâu lạm phát vẫn sẽ có tiền mặt không phải là giải pháp dài hạn chỉ là bây giờ cái sự lo sợ quá lớn nhiều cái không có rõ ràng nhưng mà khi mà mọi người đã bình tâm trở lại đó khi chúng ta đã thấy được một cái lối thoát khi mà chúng ta thấy được là tình hình nó đã chuyển biến tốt hơn người ta sẽ đem tiền trở lại đi đầu tư và cái chúng muốn thấy đó là những cái mảng đầu tư như là crypto sẽ dẫn đầu cái sự phát triển ra khỏi cái thời kỳ này đó là lòng tin của thuận đó là cái hope bây muốn chia sẻ với bạn cho video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn